Trường Tác Khứ Niên Hoa. Chào mọi người, Giao Giao rất là vui được quay lại với mọi người vào tuần này ha. Như là yêu cầu của rất là nhiều bạn độc giả đó, thì các bạn yêu cầu là Giao thu nhiều hơn. Giao có thảo luận với bên ban biên tập á, tuần này rất là vui là được thu âm một cái đoạn đầy đủ nhất của chương 20 Lễ Trấn Yểm. Đoạn đây là một chương mình nghe tên đã thấy thú vị mọi người ha. Thì hy vọng là cuối tuần này đó mọi người sẽ được thưởng thức một cái trích đoạn đầy hấp dẫn, thú vị, hồi hộp, cũng như là có những nhân vật mới xuất hiện trong cái phần này, những nhân vật mà sẽ ra rất là nhiều cái sự gây cấn, cũng như là những cái biến động mà làm cho đời của Đoàn Cẩn trở nên gọi là sẽ có rất là nhiều điều để mà phải lo nghĩ tới ngoài bạn Tiểu Cảnh ha. Thì Giao Giao mời mọi người thưởng thức cùng với Giao Giao nha. Trích đoạn chương 20 Lễ Trấn Yểm, Trường Tác Khứ Niên Hoa, quyển 2. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc Lê Cảnh đã theo Đoàn Cẩn được 2 năm. Từ một thằng nhỏ gầy đen như quỷ đói, nay đã phụng phao thành một thanh niên trắng trẻo thư sinh. Cậu không chỉ được học chữ, còn được theo Đoàn Cẩn học thuật pháp, võ công. Dần dần tự bản thân cậu cũng được đám Sáu Vân công nhận. Sáng sớm hôm nay, gà còn chưa gáy, Lê Cảnh đã tất bật sửa soạn. Tối hôm qua, Đoàn lão gia đánh điện cho gọi cậu Hai Cẩn về Sài Thành, có chuyện gấp. Lê Cảnh cũng có đôi lần được theo chân Đoàn Cẩn về nhà lớn ở Sài Thành. Nơi đó thật xa hoa, không khác những gì cậu tưởng tượng, mà cũng rộng thênh thang. Vẻ uy nghi, nghiêm nghị toát ra trong từng cánh cửa, từng bức tường ở đó khiến cậu không thoải mái. Vẫn là điền trang ở trấn Vĩnh Thanh này giàu sức sống hơn. Lê Cảnh lơ đễnh nghĩ trong lúc đang hầu Đoàn Cẩn thay quần áo. Đang nghĩ gì đó? Đoàn Cẩn đột nhiên cất tiếng hỏi, khiến Lê Cảnh không khỏi giật mình. Cậu cũng không sợ làm cậu Hai Cẩn phật ý. 2 năm theo hầu cậu Hai, Lê Cảnh biết rõ Đoàn Cẩn sát phạt trên thương trường, nhưng đối với người của mình lại vô cùng nhân từ, đặc biệt là với cậu. Thằng Sáu Bân không ít lần mút dài nói cậu Hai thiên vị Lê Cảnh. Cậu Hai nghe được cũng chỉ cười. Ngược lại, nụ cười của Đoàn Cẩn lại làm cho Lê Cảnh rơi vào trầm tư mất mấy ngày. Vừa muốn hiểu được, vừa lại không muốn nghĩ sâu thêm. Cậu luống cuống cúi đầu. Dạ cậu Hai, không có gì. Đoàn Cẩn cũng đã quen với vẻ bẽn lẽn này của Lê Cảnh. Đối với người khác, Lê Cảnh đã là một thanh niên tương đối có chủ kiến và bản lĩnh. Cậu nhóc này nào đã có thể một mình vượt ngã được 3 thằng cỡ Sáu Vân. Chỉ có ở trước mặt anh là cậu lại như một cô vợ nhỏ, y như thằng Sáu Vân từng cợt nhã. Không muốn về nhà lớn thì em ở lại điền trang giúp Hoa làm vài việc. Chuyện kia của má em cũng đến lúc rồi, Hoa đi chuyến này về sẽ giải quyết. Lê Cảnh kinh ngạc ngước nhìn Đoàn Cẩn. Dạo gần đây, quả thật Lê Cảnh luôn thấy bồn chồn. Tím má và cả đứa em chưa được thấy ánh mặt trời, đêm nào cũng hiện về trong giấc mơ, nhắc nhở cậu không được phép quên nỗi oan khuất. Đoàn Cẩn nhìn đôi mắt đã ửng đỏ, hiểu rằng Lê Cảnh lại nhớ về cái chết tức tưởi của gia đình mình. Anh vỗ vỗ lên cậu, rồi khẽ bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Lê Cảnh nhìn theo bóng lưng anh, một tình cảm khó lòng đưa ra ánh sáng, trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu càng cố chìm xuống, những hành động ân cần nhỏ nhặt của Đoàn Cẩn lại càng khiến chúng ngày một lớn mạnh. Anh như một cây đại thụ, vừa dang rộng cành lá, tỏa bóng râm, che chắn cho cậu, vừa không ngừng đâm hàng ngàn rễ phụ xuống, cắm sâu vào máu thịt, vào tim cậu, mà cậu vừa tận hưởng vừa sợ hãi cảm giác này. Lê Cảnh biết rõ thân phận mình ti tiện, được đi theo Đoàn Cẩn là do tía cậu dùng mạc đổi lấy. Cậu chỉ mong đời này làm sinh lầy bám lấy gót giày cậu Hai. Cảnh, mày có trong đó không? Tiếng gọi của Sáu Vân kéo Lê Cảnh ra khỏi suy tư. Có nè. Sáu Vân ngó đầu nhìn láo liên, không thấy Lê Cảnh chuẩn bị đồ mới hỏi. Bộ mày không theo cậu Hai về nhà lớn hả? Cậu Hai biểu tôi ở lại điền trang, có chuyện khác mà. Sau bân nhăn mày, nó nhìn quanh phòng một hồi, ra chiều cảnh giác, hạ giọng thì thầm.
Mày biết chuyến này cậu hai dì nhà lớn có chuyện chi không? Tối qua tao nghe tí nói cậu hai dì chuyến này để hứa hôn đó. Cô nào có phước lắm mới lấy được cậu hai mày hen. Ủa, rồi còn các cô người Tây giờ sao ta? Tao vẫn thấy cổ qua đây gặp cậu hai mà, nhưng tao cá là lão gia không đồng ý cho cậu hai cưới cổ đâu. Thằng Sâu Vân đảm nhảm gì nữa, Lê Cảnh cũng không nghe lọt. Với tính cách của Đoàn Cận, chắc chắn anh sẽ không phụ lòng cô Monique. Nhưng đúng như Sâu Vân nói, nhỏ Đoàn không đời nào để cậu hai cưới cô Monique làm vợ cả. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc của lão gia, Lê Cảnh bất giác rùng mình. Cậu lo cho Đoàn Cận. Tối hôm đó, ở nhà lớn của họ Đoàn tại Sài Thành, Đoàn Cận ngồi ghế đầu tiên bên phải Đoàn lão gia. Anh nâng tách trà, thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm. Chuyện hứa hôn này, sớm muộn anh cũng phải đối mặt. Nhưng không phải hôm nay. Trong tính toán của Đoàn Cận, chuyện quan trọng nhất trước mắt là lễ trấn yểm cầu siêu cho má Lê Cảnh. Đây là một đại lễ, cần thi triển nhiều thuật pháp phức tạp. Anh cần giữ cho bản thân có được năng lượng tốt nhất. Vì vậy, hôm nay anh phải nhượng bộ. Bên kia, Đoàn lão gia không thấy Đoàn Cận phản ứng, thầm vui mừng trong lòng, cho rằng anh vẫn luôn thông minh sáng suốt, sẽ không để mấy chuyện tình cảm làm lu mờ lý trí. Họ Qua là một gia tộc lớn. Năm xưa, cung bích gia giới Đoàn gia buôn đồ cổ cũng là mối giao tình không nhạt. Con gái út nhà họ vừa lúc đến tuổi cập kê, xét về nhan sắc cùng hiểu biết, tuy không thể sánh với nhà đầu di giai, nhưng cũng xem là mỹ nhân. Còn trước tiên gặp gỡ làm quen một chút, nửa năm sau hai nhà chính thức bàn chuyện hôn ước. Đoàn lão gia đột nhiên nhắc đến di giai khiến trong lòng Đoàn Cận có chút khó chịu. Từng ấy thời gian đã trôi qua, di giai vẫn là một khoảng trống không thể lấp đầy trong tim anh. Nhất là sau khi biết cô lại trở thành một mảnh hồn rách nát lưu lạc bên bờ đại hà, nhất là mỗi khi nhìn thấy mảnh hồn vụ phiêu bạc trong không khí từng chút bảo vệ anh, giờ bỗng nhiên nghe được cái tên ấy từ miệng người khác, trái tim Đoàn Cận đau nhói. Dù vậy, anh vẫn thản nhiên nói: Dạ, con đã biết. Vậy phụ thân nghỉ ngơi sớm, con không làm phiền nữa. Hôm sau, Đoàn Cận nhận lời mời dự tiệc tại gia trạch của nhà họ Hoa, căn biệt thự khí phái nằm giữa Sài Thành, nguy nga như một tòa lâu đài. Ông chủ Hoa, Hoa Vân Thiên, mặc trang phục người Hán, đứng sẵn ở cửa chờ. Người đàn ông này tuổi tác tương đương với Đoàn lão gia, nhưng không được quắc thước uy nghiêm bằng, ngược lại thân thiện hòa ái hơn. Chỉ nhìn bề ngoài đã khiến người khác có thiện cảm. Người trong giới kinh thương đều ngầm gọi ông là Hổ Mặt Cười. Hoa Dân Thiên niềm nở tiếp chuyện Đoàn Cận đến giữa bữa tiệc. Đến khi câu chuyện đã đến hồi kết, ông mới như sực nhớ ra điều gì. Phải rồi, giới thiệu với Đoàn thiếu gia, đây là con gái út của ta, Hoa Giảng Đình. Đợi hai người chào hỏi xã giao xong xuôi, Hoa Dân Thiên mới rời đi. Hoa Giảng Đình tự nhiên tiếp lời cha, cùng Đoàn Cận trò chuyện. Hoa Giảng Đình cũng là một tiểu thư, lớn lên trong nhung lụa, nhưng không có vẻ bốc đồng kiêu căng như Lê Như Ngọc. Ở cô gái này, toát lên sự kiêu kỳ và cao quý từ trong cốt cách, rất giống với kiểu của Đoàn phu nhân, là những người được đào tạo để trở thành người nắm quyền trong hậu trạch của những đại gia tộc. Buổi tiệc kết thúc, Đoàn Cận lập tức lên xe về thẳng Điền Trang ở Vĩnh Thanh Trấn. Anh còn nhiều thứ cần chuẩn bị cho buổi lễ trấn yểm. Trong khi đó, bên trong biệt thự nhà họ Hoa, Hoa Dân Thiên nắm tay con gái hỏi: Con thấy Đoàn đại thiếu thế nào? Hoa Giảng Đình thẳng thắn trả lời: Con ưng Đoàn Cẩn ca. Cha nhận lời với Đoàn lão gia dùm con. Hoa Dân Thiên nghe vậy, cơ mặt liền giãn ra. Hoa phu nhân lại tiếp lời: Nhưng là nghe nói Đoàn đại thiếu có quan hệ tình cảm với một cô nữ sinh người Pháp, liệu con gái mình sang đó có? Bà không tiện nói hết câu, bởi bà biết rằng đàn ông gia tộc lớn nằm theo tứ thiếp là chuyện bình thường. Ngay cả Đoàn lão gia, cha của Đoàn Cận, cũng một vợ bốn nàng lẻ. Nhưng lòng thương con người mẹ nào không có, bà vẫn mong con gái mình được chồng yêu thương. Hoa Dân Thiên nghe vậy cũng cau mày. Hoa Giảng Đình là đứa con ông thương nhất, nhà ông cũng là phú hộ một phương, ở Sài Thành này so với nhà họ Đoàn cũng không hề thua kém. Nếu Đoàn Cận không thực lòng thực dạ yêu thương con gái mình,
ông cũng không ngại chọn một nhà kém hơn để con gái được thoải mái. Trái với suy nghĩ của cha mẹ, Hoa Giảng Đình rất có niềm tin vào bản thân. Cha, nương, con có gì thua kém cô tiểu thư người Pháp Lan kia chứ? Hơn nữa, Đoàn gia bảo thủ sẽ không để người Tây Phương làm đại thiếu phu nhân đâu. Nếu Đoàn đại thiếu muốn nạp cô ta làm thiếp, con cũng không so đo. Ông bà Hoa vẫn còn lấn cấn trong lòng. Thấy con gái quyết tâm như vậy, cũng hiểu rằng Hoa Giảng Đình đã thích Đoàn Cận, bèn không nói thêm nữa. Một tuần sau khi trở về Trấn Vĩnh Thanh, Đoàn Cận hướng dẫn Lê Cạnh chuẩn bị rất nhiều bùa chú. Anh yêu cầu khắt khe hơn trong việc rèn luyện của Lê Cạnh. Khi Hoa thi pháp, em phụ trách làm trợ thủ cho Hoa. Tới khi đó, dù nhìn thấy bất kỳ thứ gì cũng không được dao động. Đây là một trận pháp cổ xưa, cực kỳ tà ác. Chỉ cần em có một chút yếu đuối trong lòng, nó sẽ tấn công em, hiểu không? Lê Cạnh căng thẳng gật đầu. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, Đoàn Cận cho người quay tròn một khu vực, lấy vị trí trong đầu má Lê Cạnh làm tâm. Anh vẽ một trận pháp lớn bằng chu sa dưới đất. Nét vẽ cuối cùng vừa dứt, trận pháp rực lên như lửa, thiêu sạch đám lá cỏ xung quanh, khiến vùng đất dưới chân thoáng chốc cằn cỗi, mặt đất nứt toát ra, tạo thành những rãnh nông sâu ngoằn ngoèo như ngàn vạn con rắn. Đoàn Cận ngồi vào vị trí gần trung tâm, Lê Cạnh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí phương bắc. Tương tự, ở phía đông, tây, nam của trận pháp cũng có vu thuật sư của Đoàn gia canh giữ. Đúng 12 giờ trưa, mặt trời ở giữa đỉnh đầu, Lê Cạnh gắt tay, nhỏ một dòng máu xuống đất. Mặt đất khô cằn như có sức sống, tham lam thấm hút máu từ tay cậu. Dòng máu uốn éo, chạy theo vết nứt, đến khi toàn bộ nét vẽ trên trận pháp đều phủ một lớp máu. Đoàn Cận vội hô: "Dừng!" Ngay lập tức, Lê Cạnh cuốn chặt tay bằng khăn bông tẩm nước thuốc đã chuẩn bị từ trước. Nếu không, mặt đất này sẽ hút cậu đến cạn khô. Trận pháp nhuốm máu, bùng lên màu xanh lam quỷ dị, như ma trời trong nghĩa địa. Dưới trận pháp, mặt đất rắc rắc vài tiếng, nứt ra, càng lúc càng lớn. Từ bên dưới những vết nứt đó, hàng ngàn tiếng gào thét như ai oán, như từ âm tào địa phủ vọng lên. Bốn người trấn giữ bốn phương ngồi vững vàng, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú nhằm trấn áp vong hồn bên dưới. Ở trung tâm, Đoàn Cận miệng đọc chú, tay làm thủ ấn. Tốc độ bắt ấn của anh, người ngoài căn bản không thể nhìn rõ, chỉ thấy anh hét phá một tiếng, bàn tay mạnh mẽ đánh xuống trung tâm trận pháp, đất dưới tay anh lún xuống 3 tấc. Sau đó hóa thành vùng nhão màu đỏ tươi như máu, cũng bùng đỏ sục sôi như nham thạch. Đoàn Cận cũng chẳng để tâm, anh thọc tay xuống sâu hơn, gân xanh trên trán gồ lên, mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi trên người. Lê Cạnh ngồi đối diện anh, không kìm được hét: "Cậu hai, im miệng, tập trung!" Chỉ một khắc Lê Cạnh động tâm, hàng trăm cánh tay xương sẩu từ dưới đất ngoi lên, tóm chặt lấy 5 người trong trận pháp, muốn kéo họ cùng xuống địa ngục. Lê Cạnh bị Đoàn Cận quát, bỗng sực tỉnh. Cậu nhanh chóng nhắm mắt, ổn định tâm trí tiếp tục đọc chú. Nhưng những cánh tay kia đã lên được mặt đất, chúng tóm chân, tóm tay, thậm chí vươn lên cả đầu cậu. Bên tai cậu vang lên những tiếng thì thầm: "Đi nào, đi đi theo chúng ta thôi." "Cảnh ơi, đi với má đi con." "Anh hay." Giọng nói từ xa lạ đến quen thuộc lọt vào tai Lê Cạnh. Cậu muốn mở mắt ra nhưng không được, toàn thân cậu bị những cánh tay ghim lại, không ngừng dấn cậu chìm xuống mặt đất. Lê Cạnh bỗng cảm thấy mệt mỏi, cậu muốn thả lỏng cơ thể. Cậu nhớ tí má, cậu muốn gặp họ, chỉ muốn gặp họ thôi. Nắm tay Lê Cạnh hơi buông lỏng, tốc độ đọc chú của cậu cũng chậm dần. 3 vu thuật sư của nhà họ Đoàn rất nhanh nhận ra tình huống của Lê Cạnh. Họ thả chậm tốc độ đọc để cậu không bị tụt lại. Ngay lập tức, Đoàn Cận cũng nhận thấy bất thường, anh quát: "Cảnh!" Tiếng quát của Đoàn Cận như búa tạ đập vào đầu Lê Cạnh. Cậu lập tức tỉnh táo, nhớ ra bản thân đang làm gì, vội chấn chỉnh tư thế một lần nữa. Nhưng phía Đoàn Cận không dễ dàng như thế,
anh bị phân tâm, lập tức phun ra một ngụm máu. Vậy mà lúc này Đoàn Cận lại thầm nghĩ, may mà Lê Cảnh nhắm mắt, nếu không sẽ đã ra vào ma chướng. Đoàn Cận đã thọc cả cánh tay xuống cũng lầy. Anh cong năm đầu ngón tay lại, như thể cầm nắm một vật gì, dùng sức kéo lên. Khi tay Đoàn Cận ra khỏi mặt đất, cách bàn tay anh một khoảng, làm cái đầu lâu, Đoàn Cận vẫn hết sức kéo cái đầu lâu lên. Bên dưới đầu lâu có vô vàn sợi chỉ đỏ như mạch máu. Những năm qua, có lẽ những thứ này đã ăn sâu bám rễ vào đất của Đoàn gia. Đoàn Cận dùng tay còn lại nhúng vào một chỗ nước thuốc có hòa máu của chính anh, cẩn thận cắt từng sợi. Mỗi một sợi chỉ đứt dưới tay anh, một tiếng gào ma quái lại rú lên, vang vọng khắp đồn điền. Bốn phía im lìm như cõi chết, chỉ có tiếng gào thét ghê rợn không ngừng vang lên. Đoàn Cận xuống sức rất nhanh, những sợi chỉ đỏ vốn là đám rắn rết cắn chặt lấy đầu lâu không buông, cho dù dùng hết sinh lực có lẽ cũng không thể cắt hết được. Đoàn Cận hạ quyết tâm, anh trút cạn năng lượng còn lại trong cơ thể, niệm một đoạn chú triệu hồi cổ xưa. Gió xung quanh bắt đầu nổi, cuốn một đất hòa thành một vòi rồng bao bọc trận pháp bên trong. Ở dưới trận pháp, ngay trước mặt Đoàn Cận, một thân ảnh mờ ảo dần hiện. Thuật pháp Đoàn Cận vừa thi triển là một thuật pháp cổ của Đoàn gia. Người thi triển thuật pháp này bắt buộc phải là người đứng đầu họ Đoàn, bởi chỉ có người đó mới có đủ tư cách và sức mạnh để cầu được một thượng tiên đến trợ giúp. Tuy nhiên, chính bản thân người thi pháp cũng không thể biết thượng tiên nào sẽ ra tay hỗ trợ. Khi người giữa trận pháp hoàn toàn hiện thân, Đoàn Cận cung kính thi lễ hỏi: Bái kiến thượng tiên, đa tạ ngài đã hiện thân hỗ trợ Đoàn gia. Dám hỏi ngài là? Người kia vuốt tròn râu bạc trắng dài đến thắt lưng đáp: Bái tiên là Thường Lã. Nghe thấy cái tên này, Đoàn Cận chấn động. Thường Lã, chẳng phải là phụ thân năm đó của thánh nữ Thường Hy sao? Không ngờ vào phút nguy cấp anh lại có thể mời được vị này. Không đợi Đoàn Cận ngây người, Thường Lã chậm rãi vung tay, một đạo tử quang bao phủ toàn bộ đất đai của Đoàn gia, nghiền nát đám yêu ma quỷ quái đang từ dưới đất ngoi lên. Đám rắn đỏ cắn chặt không buông đầu lâu dưới tay Đoàn Cận cũng tan thành khói bụi. Đầu lâu thu về trong tay Đoàn Cận, anh kiệt sức ngã ngồi xuống đất, lại rất nhanh khôi phục tư thế quỳ. Đa tạ thường tiên. Thường Lã nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, có thể nói Đoàn Cận cũng chính là hậu duệ của ông, căn dặn: Không cần đa lễ, ta đến để nhắc nhở ngươi, khi nào thánh nữ nhập trần, ngươi phải chăm sóc và bảo vệ nàng chu toàn. Đoàn Cận cùng bốn người trong trận pháp cúi đầu thật sâu. Khi ngẩng lên, Thường Lã đã biến mất, xung quanh cũng khôi phục trạng thái bình thường. Gương mặt tuấn tú trắng bệch vì mất sức, anh giao lại đoạn xử lý cho bao vu luật sư kia. Bản thân thì được Lê Cảnh dìu vào một gốc cây nghỉ ngơi. Mắt Lê Cảnh đã đảo vạch, cậu thấy vô cùng có lỗi, vô cùng biết ơn Đoàn Cận. Anh vì chuyện gia đình cậu mà trả danh mức này, sao cậu lại có phước đến vậy? Lê Cảnh không nói được gì, chỉ đưa tay quệt nước mắt. Đoàn Cận xoa đầu cậu nói: Đừng nghĩ nhiều, qua làm chuyện này cũng vì nhà họ Đoàn. Lê Cảnh gật đầu lia lịa. Nhưng làm sao cậu không biết, việc này nếu để người họ Đoàn giải quyết, căn bản cậu sẽ không được lấy lại cái đầu của má mà hạ táng. Cậu hay Cận là vì cậu nên mới lao tâm khổ tứ. Đời này cậu lại nợ cậu hai một lần nữa, có trả mấy kiếp cũng không hết ân tình. Đoàn Cận nhậm lại lời Thường Lã vừa nói, cộng thêm lời Hạ Kỳ căn dặn trước mộ Bách Gia, anh cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Có lẽ sóng gió sắp nổi lên rồi. Giao Giao vừa diễn đọc xong trích đoạn chương 20 lễ trắng nghiệm của quyển 2 Trần Cát Khứ Niên Hoa. Mọi người có thấy hấp dẫn và thú vị không? Có thấy xu hướng rồi mùi vị tâm linh nhiều hơn ha? Thì nếu mọi người thích á, mọi người giúp cho Giao Giao và ban biên tập những nút like, đăng ký
vào kênh YouTube cũng như là trang Facebook để mà lan tỏa những cái trích đoạn của quyển 2 đến cho nhiều bạn độc giả hơn nè. Chào Giao chúc cho mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ nè, hạnh phúc và bình an nha. Chào mọi người, hẹn mọi người kiếp sau sẽ gặp lại nha mọi người. Trường tác Khứ Nhiên Hoa.